Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy một lần nữa khiến người hâm mộ phải trầm trồ khi khoe nét đẹp sắc sảo, đầy mê hoặc. Vừa kỷ niệm một năm đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2018 bằng bộ ảnh thực hiện cùng hai người bạn thân thiết Phương Nga và Thùy An, Trần Tiểu Vy tiếp tục khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe vẻ đẹp đầy mê hoặc với hình tượng trưởng thành, quyến rũ. Được đàn chị Mai Phương Thúy trao danh xưng Hoa hậu Việt Nam đẹp nhất, các fan gọi nàng hậu sinh năm 2000 là mỹ nhân không góc chết. Tiểu Vy một lần nữa chứng tỏ bản thân hoàn toàn xứng đáng với vương miện và ngôi vị cao quý. Sở hữu đường nét gương mặt có nét đẹp hiện đại, gần như khó nhầm lẫn với người đẹp nào khác của showbiz Việt, Trần Tiểu Vy dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn dù thử sức với hình tượng nào. Góc mặt, thần thái của nàng hậu sinh năm 2000 trong loạt ảnh mở màn năm thứ nhì của nhiệm kỳ có sức mê hoặc ngay cả khi Tiểu Vy sắc lạnh, quyền lực như một siêu mẫu hay đốn tim fan bằng nụ cười rạng rỡ chuẩn nữ hoàng sắc đẹp. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy cũng có cơ hội xuất hiện trên nhiều ấn bản thời trang, nhận được lời mời trình diễn catwalk. Mỗi lần thử sức mình với vai trò người mẫu, người đẹp gốc Quảng Nam lại khiến fan khó tiếc lời khen ngợi bởi nét đẹp sắc sảo vốn có, ngày càng tự tin, chuyên nghiệp trước ống kính để cho ra những bức ảnh đầy thần thái. Sở hữu chiều cao lý tưởng, đường cong quyến rũ, Tiểu Vy cân mọi phong cách trang phục và luôn có hàng loạt bỏ sở dáng chất, đậm nét bị ổ ỉ quỷ nung vẫn mạnh mẽ như một siêu mẫu. Ở tuổi 19, Trần Tiểu Vy còn một năm nhiệm kỳ để tiếp tục chứng tỏ thực lực, khám phá tiềm năng của chính bản thân mình với vai trò đương kim hoa hậu trước khi trao vương miện cho một gương mặt mới. Vẻ đẹp ngày càng sắc sảo, gợi cảm cùng kinh nghiệm trình diễn, phong cách tự tin, chuyên nghiệp của Tiểu Vy luôn khiến người hâm mộ ao ước Hoa hậu Việt Nam 2018 một lần nữa thi nhan sắc để giành lấy cơ hội chinh chiến ở đấu trường Miss Universe. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.